mời các bạn cùng đón nghe phần 5 tiểu thuyết Chiến tranh chống Mỹ của tác giả Phan Tứ. Gia đình Má Bảy. Từ một nơi hẹn dồn quân trong Đồng Khởi, nhà Má Bảy bỗng dưng biến thành một cái trạm dọc con đường giao liên từ căn cứ vùng núi xuống Kỳ Hải còn bị chiếm, trạm quan trọng vì đặt tại cửa khẩu của vùng giải phóng và ngay trên chỗ gút của đường sông, đường bộ. Đêm đêm nhà Má đầy chật những võng buộc ngang dọc, có khi đan nhau đến ba tầng người nằm, cái võng nào vải mới dây chắc, được treo trên cùng. Má Bảy dậy lúc 2 giờ sáng, cầm đèn lên nhà trên đếm số võng để nấu cơm. Anh chị em cần ăn thật sớm để phòng địch cản. Ban đầu cán bộ bộ đội chút gạo ra trả, Má nhất định không lấy. Về sau họ dọa sẽ không trở lại với Má nữa và gạo nhà cũng hết. Má buộc lòng phải nhận của người đi trước để nấu cho người đến sau. Trước khi ra đồng, Má xếp thạp gạo hũ mắm, liễn muối đống củi ngay bên bếp để ai vào thì có sẵn các thứ làm cơm. Cửa khép ngăn gà chứ không khóa. Xong buổi làm, Út Sâm chạy trên bãi trên Gò kiếm củi rác quẩy về. Vài hôm lại đi chặt củi một chuyến trong Gò Trà Là. Bao nhiêu cũng không đủ đun nấu. Sâm buộc sẵn trên mái nhà hàng chục khúc dây điện thoại có móc tre lủng lẳng, để đến tối các anh chị treo ba lô và bao gạo phòng chuột cắn. Lại một tội ác nữa của Mỹ Diệm, chúng phun thuốc diệt muỗi thế nào mà đi khắp tỉnh không gặp một con mèo sống sót, chuột sinh lu bù dẹp cũng nở ra hàng đàn bỏ trên vách như kiến rời tổ. Anh trinh sát về vùng địch, gửi Má Bảy một gói áo quần tài liệu. Em giao liên đưa một sấp thư dặn trao cho chú này bác kia. Tiểu đội công binh đánh xe trên đường một, giao một quả mìn và mấy khoanh dây điện. Bác cán bộ nhờ mua pin nghe đài hay thuốc tây. Các cô mậu dịch công doanh chèo thuyền chở quế chè trầu xuống bán, chở muối vải và giao dựa về tiếp tế vùng trên có hôm chất hàng chật nhà Má. Cả các anh bộ đội về phép muốn nhắn vợ từ thị xã ra gặp. Các chị ở khu chủ mậu lên vùng giải phóng tìm chồng đều đến tỉ tê nhờ Má tìm giúp, hỏi giúp. Ai cần việc gì Má làm việc ấy, và làm đến nơi đến chốn. Anh dõng đùa, phong cho Má cái chức trưởng trạm liên lạc hóa ra đúng y. Bây giờ Má không xấu hổ vì ngôi nhà nhịn ăn mà ở như trước nữa. Má thích nó rộng không dột, anh chị em ngủ được đông và trọn giấc. Ngôi nhà cũng có nhiều bộ mặt khác nhau. Về chiều khi cán bộ bộ đội kéo đến ồn á nó quả là cái trạm, tối đến khi đài Hà Nội hát vang vang đèn vịt và đèn ve rượu Bạc Hà thắp sáng, nó thành cái câu lạc bộ. Giữa đêm khi đầy những người ngủ la liệt chen với bao hàng, nó giống cái gà xếp đông hành khách đợi tàu, và khi thuyền mậu dịch cắm xào dưới bến, mang bó quế và gánh chè xếp đống trong nhà ngoài sân, nó lại là một trong những cái chợ con mà ta có thể gặp ở bất cứ nơi nào. Trong vùng giải phóng miền Nam, Má Bảy bận công tác trong hội mẹ, Sâm bận vô số công tác mỗi cái giờ vô một chút và cả hai má con đều bận thêm việc nhà. Chỉ có Tư Sỏi được miễn, Sỏi ăn ở đánh giặc và làm ruộng luôn với đội du kích xã, không mấy khi ngủ nhà. Nhưng Má và Sâm đều mong nhà mình đông thêm mãi vui thêm mãi, để bù lại những năm phải thu hình trong vỏ ốc không có ai để cởi mở chuyện trò. Anh chị em thích đến nhà Má vì nhiều lẽ. Nhà Má ở gần đường kế bến sông, nhưng cách một quãng vừa đủ tránh pháo dập ban đêm. Đến nhà Má có thể biết tin sốt dẻo về trận đánh xe Kỳ Minh và cuộc càn Kỳ Lâm, giá gạo chợ quận và nguồn mua võng ni lông đầu đúng màu xanh lá cây, sức lớn của khu gang thép Thái Nguyên và những mẩu chuyện về cách mạng Cuba. Cũng có thể nhiều đồng chí trẻ muốn gặp lại đôi mắt linh lợi và nụ cười đỏ tươi của Út Sâm, biết đâu đấy. Nhưng đêm đến khi Má Bảy ngồi vá áo cho bộ đội, dù gì hỏi thăm sức khỏe và dặn dò từng người, phải liều liệu mà giữ đừng đau ốm, đánh Mỹ còn dài đó con. Bấy nhiêu đứa con của cách mạng tình cờ họp tại đây, đều cảm thấy họ đến nhà Má để thương yêu và được thương yêu chứ không vì lẽ gì khác. Họ ghé vào cái trạm này, nhận phần thương yêu của Má để thêm sức đi chặng đường ngày mai. Tình thương của Má được chia rất đều, như gió mát trưa hè và hơi ấm trong căn buồng mùa đông. Tình thương ấy không hình không nét,
không nói ra lời nhưng không thể thiếu đối với em Giao Liên lần đầu xa nhà, cũng như các anh các chị thoát ly từ tóc đen đến tóc hoa dâm. Chiều hôm ấy má Bảy đi chợ quận về, đến ngõ, má thấy 4-5 người đứng giữa sân đang chỉ trỏ ra chung quanh. Má bật reo, trời đất, tưởng ai? Anh Chín anh gióng thằng B đủ hết, bộ nhà rột sao mà đứng giữa sân? Anh Chín truyền cười khà, cha chị Bảy trẻ lại giữ ta, muốn đi bước nữa à? Cũng bắt trước anh, dán sống coi chút thống nhất chớ. Bọn quận Giao dưới chợ bắn chết anh rồi, nó giết anh được lần này nữa vị chi đủ chục lần đó. Cất gánh đã chị, tôi học phép phạm nhan, chặt đầu này mọc ra đầu khác liền. Có điều tóc bạc cứ bạc, ưng mọc ra tóc đen cũng chịu. Anh Chín ghé thăm má Bảy được nửa giờ, sau chuyến đi họp ở Kỳ Minh, má khóc thút thít, hốt sạch đậu xanh gạo nếp trứng gà trong nhà, túm một túm đưa cho cậu bảo vệ còn thấp thỏm lo anh Chín từ chối. Nhưng anh cảm ơn và nhận, sau má mới biết anh gửi hết về cho thương binh, nói rõ là má Bảy son ở Đồng Dừa biếu. Riêng tại Kỳ Bường, các gia đình quen đã tặng anh Chín hai kiếm máy thu thanh Philip và Sony mới tinh, vô số quần áo. Hôm nay anh trở lại nhà má vẫn mặc bộ bà ba đen vá vai, đeo cái máy thủ thanh nhỏ mòn trắng vỏ ra. Trên lưng anh sù sụ cái bao bột mì nhuộm ruột pin, vá 3-4 lỗ chuột khoét. Tất cả đều y như cũ. Đến đây thì ở lại đây, ở cho bén rễ xanh cây mới về. Anh bỏ đi bây giờ tôi đánh mõ báo động. Nghe nói chị giàu, tôi về kiếm cơm tối cơm sáng rồi đi đâu mới đi. Có vậy chớ, Tư ơi. Thắp đèn pha nước con. Má gạt những bó rau trong đôi bầu gánh hàng, lấy ra một gói vuông khá nặng. Cả nhà ghé lại xem, má vẫy bê đến gần. Con sáng mắt, coi dùm có bị móp méo gì không. Khi nãy thằng công an quận nó đã trúng y kế máy, nhờ chị em trong tổ xúm làm giữ, nó không kịp soát. Của dân thợ ủng hộ đó. Bê mở gói, lấy ra một cái máy chữ cỡ nhỏ. Trong khi bê lót giấy đánh thử, Gióng bắt đầu năn nỉ anh Chín. Cả huyện có một cái máy cọc cạch, anh nghĩ thử coi. Đừng tham, các cậu có một máy hét mét mới, một máy ô ối pia còn tất giao cho cánh Bắc đang gửi sửa dưới thị xã, một máy nữa lấy của hội đồng Kỳ Lâm. Cái này phải gửi lên khu, mình cũng thèm mà chịu. Gióng rụt đầu lại, kín đáo thẻ lưỡi. Má Bảy nhắc bê, con Thạo máy móc tháo ra coi thử. Hễ trục chặt thì sửa luôn cho anh em kẻo đưa lên núi không ai sửa. Má tin rằng B biết hết mọi nghề. Biết làm cách mạng đã đành. Đến khó như máy bơm máy nổ mà B còn tháo ra sửa được thì có thứ gì không biết. B vừa sửa xong cái máy bơm tịch thu của thằng Phổ. Đã cho bơm nước vào ruộng ở đồng trầu. Không hư gì hết. Má à. Hú vía. Hôm kia tao đem về 3 cái đài nhựt bổn thiệt sinh. Nghe nói anh em khuôn vác gửi, còn nhiều thứ lắm, tổ tao nhận chưa hết. Riêng số thuốc tây của học sinh ủng hộ cũng đầy hai gánh. Trong khi Tư Sỏi đem máy xuống hầm giấu, má Bảy thổi lửa bắc nước sôi. Lần này má phải bắt anh Chín ăn gà bằng được. Anh trông thấy má đặt cái chá rộng miệng lên bếp hiểu ngay, vội kêu. Chị Bảy ơi làm cá đây nè, tụi tôi đánh được mấy mẻ lưới bành hết sức. Trên con sẻ đầu cột treo lủng lẳng 4 sâu cá lưới 2, mỗi sâu nặng chừng 1,5 cân. Thì ra mấy anh em đi thuyền đã dừng lại kiếm cá ăn. Gióng tấm tắc khen anh Chín lặn giỏi, má nghĩ đến nước sông lạnh mà dùng mình. Tư Sỏi mổ cá với má cũng lắc đầu. Kể về cần kiệm liêm chính thì ông Chín này đầu sổ. Anh Chín thấy cái sàng đắn dở gác trên giàn bếp, rút xuống đeo kính trắng đan tiếp. Anh hỏi ra chỗ vại nước. Con út đâu chị? Đang cày đất đỗ ngoài kia, nó nhắc anh cả ngày. Nó nói bác Chín ăn cơm cúng nhà mình miết, chưa ăn cơm thiệt bữa nào. Hèn gì tôi nhảy mũi hoài. Nó tập cày lâu chưa? Má đợi anh hỏi để khoe con một tí. Mới mấy hôm, nhà được cấp thêm 5 sào ruộng, 3 sào thổ với nửa con trâu. Nó mừng hết lớn. Có điều thằng Tư vắng luôn mượn người cày cũng khó. Nó với con Ngọ ngoéo tay thi đua tập cày. Ông Nhâm đẽo cho chị em nó cái cày vừa tay, khéo lắm. Nó cày sao mà gãy náng đứt nài lu bù,
Đường cày lỏi đầu lỏi đuôi ví thá hết hơi rồi đứng khóc ngon lành. Còn con trâu quất đuôi bùn lên mặt nó cả mớ lại nhăn răng ra cười với ông thần nông. Bữa nay đỡ đỡ rồi, nó cày mấy đám thổ coi cũng sạch mắt. À quên Bê nè, mày còn miếng ruộng tự túc nó tính mai nó cày đó. Bê nói với vào, để đó con Quốc cũng được má ơi, còn nửa ang giống thôi mà. Quốc nặng công, cứ để nó tập cày ruộng nước luôn thể. Ruộng nhà cày hết rồi, đi cày cho bà con thì nó chưa dám. Nó nói cày ruộng anh Bê có lòi ảnh cũng không cười. Dõng và Bê đang giăng lưới phơi ngoài sân. Dõng huých cùi tay vào Bê gật gật e hèm. Bê cứ cúi gằm mặt. Trong nhà anh Chín cười tủm tỉm. Có chút gái út tính gà đâu chưa chị? Ối chào, để bom nổ chậm trong nhà làm gì? Đứa nào chịu sỏ mũi dắt đi tôi cho chớt. Giao anh đó, gả đâu thì gả. Dõng kêu rất khẽ bằng cái giọng ngân nga, như trẻ em dọa nhau mách mẹ. Má để dành đất cho thằng Bê nó trồng một cây si trước nhà. Nghe má. Hự, anh bị một quả đấm khá đau vào hông. Má bưng chá cá vào đặt lên bếp. Hai anh em nó nói một sách như nhau tới thống nhất mới lo chuyện vợ chồng. Bây giờ lo chống Mỹ cứu nước đã. Tôi mặc kệ tụi nó ế thì chịu. Từ xa dội đến một tiếng ùng, tiếp tiếng huýt dài, tiếng rèn rẹt như ai xé ngược một tàu lá chuối. Quả đạn đại bác bay chếch bên phải nhà má bảy vạch một lần chớp đỏ bầm, nổ sau vườn. Mái nhà bị rung mạnh kêu răng rắc, đổ mồ hóng và bụi mọt mù mịt. Má bảy kêu, ớ ông trùm ông xã. Má chụp ngay kia vung úp lên chá cá rục sỏi. Đưa anh Chín ra hầm, mau con. Nhà có một hầm nhỏ sau vườn, chỉ đủ ba người ngồi. Nhường nhau mãi cuối cùng một mình má xuống hầm. Sau nửa phút im lặng để chỉnh súng, hai cây 105 của đồn quận bắt đầu bắn gấp. Rồi thêm hai cây nữa đặt ở đường một bắn chéo sang. Đạn rít xoàn xoạt như vỏ giấy trên cao, rơi dồn vào chỗ trường tiểu học Kỳ Lâm nơi tối qua có meeting và chiếu phim. Dõng dẫm chân, lại gián điệp, lần dây moi củ hoài mà vẫn sót. Tối nay đội chiếu phim của khu cùng đi với anh Chín về chiếu tại Kỳ Bường, nhân dịp tổng kết đợt tạm chia ruộng công và tạm cấp ruộng ác ôn. Tin đồn về đội chiếu phim này lan khắp huyện trong 10 ngày qua. Bà con các vùng còn bị kẹp rủ nhau lên xem rất đông. Địch cũng cho máy bay và gián điệp đi lùng, nghi chiếu ở đâu là chúng bắn túi bụi vào đấy. Dưới cái nơm đan bằng những đường đạn pháo, anh Chín hỏi những việc má bảy và các con đã làm trong Đồng Khởi, để đoán xem gia đình má sẽ nghĩ gì làm gì trong cơn thử lửa rất ác liệt sắp diễn ra trên đất Kỳ Bường, phá tung cái cảnh sống yên vui mà anh được thấy chiều nay. Máy nổ lại kêu rì rì ngoài xa, ngọn đèn điện bật sáng, kéo theo tiếng à khoan khoái của mấy ngàn đồng bào ngồi chật sân đá bóng, lan cả ra những đám đất mạ mi nhổ. Anh Thuyết Minh gõ cốc cốc rồi nói trong máy phóng thanh, xin lỗi bà con, máy của tụi tôi phải khiêng vác nhiều thành thử hay bị trục trặc. Trước hết đội chiếu phim chúng tôi xin nhiệt liệt chúc mừng đồng bào Kỳ Bường đã giành được chánh quyền và bước đầu giành được ruộng đất. Đợi bà con ngớt vỗ tay, anh tiếp, chúng tôi xin giới thiệu bộ phim thời sự thứ nhất Vì Miền Nam Ruột Thịt. Đây là phim của miền Bắc sản xuất năm 1960, gửi tặng bà con miền Nam mình. Trong tiếng hoan hô kéo dài, anh trả lời một người nào bên buồng chiếu và mấy đoạn lọt qua trong máy. Dạ phải, có hình ảnh Hồ Chủ tịch. Dạ đúng bộ này. Đồng bào đăm đăm nhìn tấm vải trắng viền đen có những ngấn nước mưa loang vàng, lại ngó hai anh chiếu phim loay hoay dưới cái lều lợp vội bằng tấm nhựa. Bà con vừa được nghe bác nói trên đài hôm Tết Dương Lịch, ngay sau Đồng Khởi. Ông Nhâm phàn nàn, văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, thấy tiếng không thấy hình. Bây giờ bác sắp đến thăm. Phút chờ đợi bỗng trở nên trang nghiêm, đầy hồi hộp. Buổi chiếu phim biến thành cuộc tiếp rước. Một bà ngồi cạnh dì tai má bảy vẻ thành thạo. Lạy trời đừng tắt máy, đừng đứt phim. Má gật gật, tuy không hiểu thế nào là đứt phim. Đây là lần đầu má xem chiếu bóng. Nghe nói sẽ có bộ đội đánh giặc và đồng bào biểu tình trên tấm vải kia. Má nghĩ lạ lắm. Sỏi nói ta chiếu phim cũng giống Silama của Mỹ hay về chiếu lấy tiền ở quận.
Má hứ một tiếng chê con nói nhảm. Má biết tuồng Si La Ma là đi với bợp ôm nhau. Không bao giờ má thèm đi coi thứ đó nên không biết nó ra sao. Nhưng chắc chắn nó là của Mỹ thì ắt nó xấu. Chó chỉ ỉa ra cứt chó. Vậy thôi. Chạy rồi. Hú vía. Máy chiếu bắt đầu lách tách. Đèn tắt chữ hiện trên màn vải. Má bảy vừa đánh vần được vài tiếng thì câu cũ biến mất. Câu mới nhảy ra. Cái vốn học bình dân của má hồi kháng chiến đã han gì gần hết. Lại sắp phải mua kính đi học đêm đây. Một tiếng còi toe rất dài nổi lên. Cái còi của B được dùng để báo động cho khỏi lẫn lộn. Đèn tắt phụt, tiếng gì gì của máy nổ vẫn còn. Không phải. Trên nền trời sao, một chấm đỏ trườn chậm nháy nháy dòm xuống. Thằng địch đang rình. Nó không thấy gì, đi thẳng giữa tiếng chửi tục ném theo. Đây rồi sông núi miền Bắc, nhà cửa miền Bắc. Đây đồng bào miền Bắc. Những con người mặt sáng như gương cười nói vẫy vùng giữa nhà máy lớn của mình, cánh đồng cày máy của mình, bầy con cháu của mình mặc áo hoa múa hát trên sân trường. Nhưng sao mà chiếu nhanh quá vậy? Má muốn kêu các anh giữ máy hãy chậm lại một chút, dừng lại một chút để má xem trong dãy bộ đội vỗ tay kia có thằng Tùy con nuôi má không, có những bà con cùng xã đi tập kết không. Cụ Hồ, bác ra kia. Đó, bác đi giữa đó. Hoan hô, tiếng reo bật lên từ đám thiếu nhi ngồi trước, lan rộng. Bác Hồ đi sải những bước dài, bác ôm hôn đại biểu miền Nam, đứng lặng một giây và một tia chớp nào đó bật chói trên mái tóc trắng như cước. Bác nói trước máy, tròn râu bạc rung đều đều. Bác đang nói với bà con Kỳ Bường, bác dắt tay hai cháu miền Nam tập kết. Các em ngồi trước bật suýt xoa, thèm thuồng. Má bảy quên cả thở. Má ngắm bác không chớp mắt, kẻo bác biến đi mà má không kịp nhớ mặt. Hồi đánh Tây, những tranh vẽ bác và những mẩu chuyện về bác dần dần đúc lại ở má, thành hình ảnh của một người cha rất gần gũi mà chưa hề gặp. Má không biết hình ảnh ấy có giống bác thật không, vì trên tờ bạc tín phiếu trên báo hay trên tường trụ sở ủy ban xã, má thấy các chân dung bác vẽ và in rất khác nhau. Nhìn bác hôm nay, má thấy bác rất giống với cụ Hồ của má, nhưng râu tóc đã bạc chứ không đen như má tưởng. Má rưng rưng sung sướng khi nhớ rằng, trong những trận đòn tố cộng tàn khốc nhất, má chưa hề thốt ra một lời xúc phạm đến bác, nên lúc này má có thể ngẩng cao đầu ngắm bác mà không phải sượng sùng. Mặt người lóe trắng, màn ảnh bị xô lệch, mảnh đạn bay rít qua đầu, một mảnh xoáy mãi vào không khí kêu vo vo rất lâu. Quả đạn 105 vừa đâm bổ xuống sau màn ảnh, cách chừng trăm thước. Nằm xuống. Bắn nữa đó. Để ba rồi kìa. Quả thứ hai nổ xa hơn một chút. Giữa tiếng lao xao bật lên giọng bực tức của sỏi. Kệ cha nó, yêu cầu cứ chiếu. Nhiều người hét tiếp. Nó còn bắn cả đêm. Đừng chịu thua. Hễ chúng người, cả xã thắp đuốc kéo lên quận lập tức. Hai anh du kích chồm tới dựng lại khung tre, quả thứ ba lùi xa nữa. Địch chỉ bắn hú hỏa. Trước 3.000 đồng bào say mê, miền Bắc vẫn reo cười nức nở vung những rừng nắm tay thể sống chết với miền Nam. Màn ảnh rung phần phật từng hồi theo hơi đạn thổi. Một mảnh thép xé một lỗ ở góc vải trắng. Chỗ thủng hiện thành một con mắt từ dưới dòm lên. Hằn học và thất thế cố dình những bước chân nảy lửa của những anh hùng chống Mỹ đang đạp lên nó, để đến với miền Nam. Một bộ phim khác, rồi một bộ khác nữa. Đèn lại bật sáng, anh Thuyết Minh nói những lời chúc cuối cùng. Má bảy vẫn ngồi im mắt không rời tấm vải loang, nước mưa đã mang những cảnh kỳ diệu, thấy dội lên một nỗi thèm tiếc xót xa. Má chỉ muốn giữ bác, giữ bà con miền Bắc lại với má một lát nữa thôi mà không được. Ba má con về đến nhà lúc nửa đêm. Soát cổng chuồng trâu xong, má hỏi. Mai đi sớm hả Tư? Gà gáy đầu má kêu con dậy. Còn lá thơ gửi lên trung ương. À, để đó con út viết. Chưa gấp gì. Sỏi nhắm mắt một phút rồi nhỏm dậy mở bao lấy giấy bút. Kê cạnh phản cái thùng đạn Đại Liên Mỹ có nắp khóa mới kiếm về để chôn tài liệu. Má bảy lặng lẽ châm hai cây nến trên bàn thờ, thắp ba nén hương. Xâm rửa chân xong vào ngồi ghé góc phản,
cả nhà đều thấy cần viết lá thư ấy trong đêm nay. Má nói trịnh trọng, con để tên má là Nguyễn Thị Lượng tuổi Thân, vị chi 55 tuổi. Tên hai đứa bay, cái tên Sâm là thằng Tùy nó sửa kêu cho hay, chớ ba nó đặt là con Út Sạn. Ông là ông Sảnh, đặt tên con là Son Sắt Sỏi Sạn, tên xấu xấu dễ nuôi. Tên nào cũng được hả? Ừ, dán viết sao cho thấu hiểu thì viết. Ngôn từ chữ nghĩa phải đàng hoàng. Sỏi bóp chán, để trên đầu thơ sao hè. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc, được không? Ba má con ngẩn ra. Sâm chạy lại bàn thờ lấy mấy tờ báo giải phóng của tỉnh đã cũ. Không thấy đề gì cả. Sâm bàn, hay là đề mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, năm thứ mấy hè. Hồi chiều hỏi anh Dõng có phải chắc không, đà đảo Mỹ Diệm nghe gọn hơn. Má và Sâm gạt ngay, không được để thằng giặc lên trên. Cuối cùng, hắn tạm để câu khẩu hiệu quen nhất, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam muôn năm. Sỏi nắn nót từng chữ, cố gò lời như thế nào cho giống các tài liệu phát động đã học, mà Sỏi thấy là những bài văn hay nhất. Sâm quỳ gối chống tay xem anh viết bàn thêm cái này, bớt cái nọ, lắm ý kiến đến nỗi Sỏi phát gắt. Má can Sâm, đừng viết rông dài. Bày cứ viết là mặt trận biểu gì má con mình làm nấy, vậy đủ rồi. Sâm quên rằng mình thường nói câu ấy, cãi ngay. Kìa má, sao đợi biểu mới làm, hóa ra hô đi hét đứng à? Ừ, lựa lời sao cho đúng. Đợi Sỏi viết một đoạn, Sâm nhắc khẽ. Tôi xin tình nguyện cho hai đứa con tôi đi bộ đội hay là vô du kích hết. Anh viết đi. Hừ, má nói vậy bao giờ? Má nói rồi, không tin anh hỏi thử coi. Sỏi ngừng lên thấy má đang quay mặt vào phía bàn thờ, lơ đãng nhìn hai ngọn nến. Mắt má sáng, nước đọng đầy mí. Sỏi nghĩ bùi ngùi, má lại nhớ rồi. Mỗi dịp gia đình họp lại đông vui, má hay có một cơn nhớ như vậy. Má chống đũa, nghĩ đến những người đã khuất hay đi xa mà chảy nước mắt lặng lẽ. Hai anh em không dám hỏi. Sâm vẫn thì thào đòi anh viết cái câu há miệng mắc quai đối với Sỏi. Sỏi đành phải viết theo ý em gái. Má ngồi im, đêm nay má nhớ xa hơn mọi lần. Má đang nghe tiếng thì thầm của tổ tiên từ bóng tối ngàn xưa vọng về, kín đáo như nước suối chảy trong đêm. Dò theo những câu chuyện má nghe kể từ tuổi để tròn, những câu chuyện soi ánh chớp xanh huyền ảo trên quá khứ như đom đóm bay trên mặt nước, má đang ngược thời gian tìm trở về nguồn, và thấy nhấp nhô đến ngút tầm nhớ những cuộc đời dân cày thoát hiện thoát biến, những bọt nước không tên đã họp lại làm nên con sông rời núi lấp biển của dân tộc. Má đang nhớ lại dòng họ nghèo khổ của má, của chồng má. Bởi đã sống nửa đời trong bùn lầy như bị vùi đến nửa thân, má hiểu lắm cái phận tá điền sinh ra để cày ruộng người, đổ máu để giữ ruộng người, chết đi để bón ruộng người, kiếp trước truyền cho kiếp sau chỉ một túp lều rách với những nấm mồ. Người xưa đã dẹp hết các thứ giặc từ ngoài đến, mà không chịu nổi bọn giặc trong làng. Con trâu đủ sức giết cọp mà không tự gỡ được con đỉa hút máu ở cổ, đành chịu vậy đến khi ngã quỵ. Sợi dây xích của ngàn năm khốn cùng, nối dài đến giữa đời má bỗng bị chặt đứt. Vì đâu riêng má may mắn được thấy và được làm nên cuộc đổi đời hôm nay, vì đâu hai con má lớn lên giữa lúc đêm chuyển thành ngày. Vẫn nhìn lên bàn thờ, má gọi khẽ. Sỏi nè, dạ, nhớ viết rõ chỗ công ơn đảng nghe con. Đảng và mặt trận. Ừ, dán viết sao cho phải. Má không nói được những điều má nghĩ về đảng, hay đúng hơn là những rung cảm trong mười mấy năm biết đảng. Má yêu đảng theo kiểu riêng của má, của người đàn bà luôn luôn sống với gia đình vì gia đình. Hễ nhớ đến bác Hồ, má thấy đảng là ông cha hiền lo dạy con cháu nên khôn. Qua lớp cán bộ đứng tuổi như anh Chín truyền anh Dõng, đảng là người anh chín chắn từng trải quyết định được mọi việc trong nhà. Nhưng má gần gũi nhất với lớp đảng viên trẻ như Tùy hay Bê, thường họp chi bộ và ăn ngủ nhà má. Nhìn chúng nó, má lại thấy đảng là bầy con cưng của má hiếu thảo mọi bề. Rèn luyện cho chúng nó là việc của cấp trên, còn má chỉ mong được lãnh mãi cái phần thương yêu săn sóc bầy con ấy. Trong đó đã có thằng Son má đẻ ra và chắc sau này sẽ thêm thằng Sỏi, còn Sâm,
cái gia đình nho nhỏ của má hòa trong cái gia đình lớn đủ già trẻ, gái trai của đảng. Còn má tuy không phải đảng viên, má vẫn tự xem mình là người vợ hay người mẹ tảo tần thu vén để cho cả nhà rảnh tay lo việc nước. Bởi vậy khi nghe bà con ca ngợi đảng, má hớn hở như tất cả những người đàn bà đảm đang được nghe thiên hạ khen chồng con mình. Nông hội đã gặp một việc khó xử. Thấy bộ đội du kích và cán bộ mỗi năm phải tự làm ra từ 3 đến 9 tháng ăn, bà con định trích một phần ruộng công để anh chị em làm quỹ tự túc. Cấp trên dứt khoát không cho. Mấy trăm mẫu ruộng đất được chia và cấp hết cho nông dân thiếu ruộng. Anh chị em thoát ly kéo nhau đi cuốc những mảnh ruộng đầu trâu chán khỉ, mà đồng bào chê nặng công không cấy vỡ đổi hoang trồng khoai sắn. Có một cái gì quá trọn vẹn, quá chu đáo trong sự chăm lo của đảng đối với dân khiến má nghẹn ngào. Má nuôi con không phải để chờ con trả mình một chén cơm. Nhưng khi con nhịn ăn nhường má chén cơm giáp hạt thì tình yêu của má bừng cháy mạnh gấp trăm. Hạnh phúc của má từ nay là được hy sinh vì con. Niềm vui được ruộng là một sự khám phá không ngừng, giống như hồi má nuôi đứa con đầu lòng. Nó ngấm về lâu về dài, hiện mỗi ngày thêm vài nét đẹp dần lên. Qua nhà chủ nợ cũ, má chợt nhận ra rằng từ nay má được ngẩng đầu giữa làng nước, dám ăn nói bằng vai ngang vế cùng mọi người bởi không sợ có lúc phải ngồi xó cửa van nài vay ăn. Rồi lúc khác nhân có ai nhắc đến một gia đình ly tán, má nghĩ đến các con và mừng rộn rực, chúng sẽ không vì túng quẫn mà bỏ má đi kiếm ăn xứ người. Gia đình má có đất mọc rễ rồi. Sâm nói văng vẳng đâu đó, má ngủ để mai đi cấy má. Má đi ngủ. Mai má cấy thêm mấy đám ruộng mới nhận, mới trông chẳng có gì khác xưa, vẫn cái áo bạc cúi trên mảnh ruộng đã quen từng bụi cỏ. Vẫn tay chân sơn bùn, mồ hôi từng giọt đều đặn rời quai nón. Nhưng tất cả đã thay đổi. Biến đi rồi bà lão tá điền sấp mặt làm giàu cho địa chủ ác ôn, sống gượng từng ngày với con đeo bên mình nợ réo đầu ngõ, quanh năm xót ngứa như nước mắm đổ trên lưng. Còn đây má bảy nâng niu gửi xuống thừa ruộng của mình, những mùa lúa nuôi nhà nuôi cách mạng. Nói gì trong thơ nữa không má? Má nín lặng không trả lời sỏi. Má muốn nói rất nhiều mà không biết nói thế nào. Chỉ có những nếp nhăn trên mặt má khẽ rung, như nhiều cặp môi mấp máy đang nói hộ những xúc động cứ cồn lên mãi trong tim má. Trong khi gia đình má bảy viết thư, hơn 20 cán bộ thuộc cánh nam của huyện về họp tại nhà chị Năm. Anh Chín trải tấm bản đồ bồi vải gần nát, chi chít những chữ và số ghi bằng bút chì bi đỏ. Anh nói đột luôn, chúng ta sắp làm hai nhiệm vụ. Vùng giải phóng trên đường một phải đánh thắng trận Cản lớn, vùng bị kẹp dưới đường một phải đồng khởi ngay trong Cản, vừa giữ vững mặt sau vừa mở rộng mặt trước, vậy đó. Những bộ mặt chung quanh sắt lại, tiếng mũi vo ve chợt nổi rõ. Các đồng chí bí thư và phó bí thư có mặt đã đoán trước những công việc này, nhưng chưa thấy rõ chúng ra sao. Hàng tháng hàng tuần có khi hàng ngày, họ chuyển lên trên những mẩu vụn tình hình và những ý nhỏ rải rác, giống như những túm đậu nếp lạc mà ngày xưa họ mang về trên núi để dành dụm ăn Tết, theo cái lệ đi không về có. Hôm nay mâm cỗ được lật lồng bàn, hai cái bánh to tướng, dạ dày họ kham nổi không? Định Cản độ một tháng, trong 6 xã thuộc diện Cản, địch sẽ huy động từ 12 đến 14 tiểu đoàn. Riêng tại Kỳ Bường trọng điểm Cản, địch sẽ dùng khoảng 3 hoặc 4 tiểu đoàn chừng 10 cây pháo, máy bay chưa rõ. Chúng quyết lấn lại 3 xã phía đồng sông Nhỡn. Nếu bị đánh đau, chúng cũng cố chiếm cho được Kỳ Bường bằng bất cứ giá nào. B cảm thấy mặt mình thoáng lạnh rồi bốc nóng bừng bừng. Tỉnh ủy Hạ quyết tâm chẳng những phải giữ vững vùng giải phóng không cho địch líp lại, mà còn phải tranh thủ thời cơ địch sơ hở vùng dưới mở một đợt đồng khởi mới tại các xã ven biển, chung quanh các thị trấn. Giọng anh Chín đều đều, không góc cạnh như đang đọc một bài báo cũ. Anh có vẻ muốn nhắc rằng địch càn lớn là điều ắt xảy ra, khởi nghĩa là việc ắt làm tiếp. Chẳng có gì mà phải cuống hay mừng cho nó mệt, chỉ cần dốc sức vào nhiệm vụ thôi các cậu ạ. Các đồng chí ngồi vây quanh thấy lời anh hiện trước mắt thành những cảnh chớp chớp lật trang giữa tiếng reo tiếng nổ. Những người nằm vùng sắp đồng khởi tươi mặt tủm tỉm nháy nhau,
gãi mũi để che nụ cười rướn cổ nhìn vào bản đồ xem cấp trên cắm những lá cờ đỏ nhỏ xíu đến tận đâu. Còn số cán bộ sắp lãnh đạo chống càn đăm đăm nhìn anh Chín, nuốt từng con số về địch và ta. Dưới làn da mặt mới dám nắng lại, từng thớ thịt dùng chạy nhẹ nhẹ như khi họ thấy thằng giặc to dần lên trong lỗ ngắm súng trường. Anh bộ đội hành quân trên núi rừng thường nhìn xuống con đường nhựa mà thèm. Xuống đấy đi thử vài ngày mới thấy ế ẩm cả người. Các đồng chí mới giữ chính quyền chưa bao lâu mà đã sút cân trông thấy. Đang nắm trong tay mấy chục cơ sở và lo riêng một việc nổi dậy, đùng một cái họ phải ôm cả một xã mấy ngàn dân, vun quén từ cái làng chiến đấu 5-7 lớp công sự đến hòn phân bón ruộng kia ngòi bút cho trẻ em, trong khi địch càn quét bắn phá không kịp thở. Biến thành chị chủ tịch hay anh xã đội trưởng, họ phải lăn lộn gấp 4-5 lần hồi còn là anh chị cán bộ võ trang công tác. Cái thời đêm công tác ngày ngủ hầm sao mà ung dung đến thế. Nhưng nghĩa đảng tình dân đã thắng tất cả. Họ căng sức ra vật lộn với những khó khăn mới, dướn người lên để lớn theo kịp nhiệm vụ học góp mỗi nơi một chút, và làm được những việc mà trước đây họ không tin mình gánh nổi. Bê liếc chị Năm, thấy chị cũng đang nhìn mình. Hai người nghĩ cùng một lần, hai người dân chống một lính địch, gay đây. Anh Chín nói ngắn, họp với cán bộ huyện xã, anh thường gợi nhiều nói ít, dõng thay mặt huyện ủy báo cáo tiếp. Anh ném cái đầu bàn trải ra phía trước, sôi nổi. Đó lâu nay hăm hở giết giặc lập công, bây giờ giặc nó kéo đến cho mình đánh mặc sức. Cú này làm ăn to đây bà con, đặt mức diệt bao nhiêu địch, nói thử coi. Bê mỉm cười, hơi ngượng. Tại sao mình chỉ thấy mặt ác liệt của trận đánh sắp tới, sẽ có đổ máu có mất mát, nhưng chi bộ và đồng bào xã mình sẽ đánh thắng và lớn vọt lên. Bê lại gặp luồng mắt chị Năm, lần này tươi cười. Cuộc họp kéo dài đến sáng, bộ máy kế hoạch được ráp dần, mỗi người thêm một đinh ốc, sửa một bánh xe. Kỳ Bường là cái trục chính, Bê và chị Năm đều thấy cái trục ấy rất chắc bởi nó quay trong lòng bộ máy lớn, dưới những bàn tay điều khiển vững và khéo. Đến khi Dõng sắp thốt ra cái câu quen miệng cứ vậy mà làm để chấm dứt các cuộc họp, anh Chín vỗ trán quay nhìn chị Năm. Khi nãy nói tới du kích bí mật, tôi quên không báo tin, Kỳ Bường đã lập đội du kích bí mật đầu tiên trong huyện. Ngon chưa? Các xã chịu thua chưa? Lo về xây dựng mau mau để kịp đánh. Chuyện phụ nữ, chắc là sáng kiến của chị Năm phải không? Chị Năm cười lúng túng, đưa tay che hàm răng đen nhức. Dạ không, chị em trẻ họ họp với nhau, tự tổ chức lấy. Con gái Đồng Dừa hồi trước đánh Tây bảnh lắm. Chị Năm đây là tiểu đội trưởng phải không ông Dõng? Trung đội phó à? Vậy chị có vốn quân sự rồi, lo bày lại cho em út với. Có điều bây giờ phải vừa đánh vừa đấu vừa bắn vừa hỡi, đừng theo nếp cũ nữa. Các đồng chí Kỳ Bường nhắm chừng có phải lùi bước nào không? Chị Năm mở to đôi mắt có hàng mi dài nặng, ngạc nhiên và không bằng lòng. Lên ngựa phải ra roi, lên voi phải cầm vố. Lùi sao được anh? Chung quanh cười, ồ, anh Chín gật gù. Đúng cái chí khí của bà Trưng, bà Triệu. Ừ mà đúng cả lối nói nữa. Trên cái cổng chợ quận bằng gạch, có xây nổi một ngôi sao xanh năm cánh và con số 1958. Bọn Tề nhiều lần phân trần rằng, người thợ định đắp hình ba cây tre và mớ gốc lởm chởm của Quốc huy Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bị hỏng mãi phải đắp ngôi sao thay vào đấy và sơn xanh biển cho khác với Cộng sản. Nhiều gia đình ở chợ quận đã mua sẵn một hộp sơn màu vàng, giấu trong góc tủ. Trước chợ, đám đông dồn ứ lại đang cãi to tiếng. Đồng bào các xã giải phóng xuống mua bán, bị bọn cảnh sát quận chặn xét biên lai thuế. Ai nộp đủ thuế cử tri và sâu cộng đồng kiến thiết mới được vào chợ. Bà con đều nói tất cả giấy tờ đã nộp cho mặt trận. Địch đuổi về họ không nhúc nhích cũng không thèm năn nỉ, cứ dồn tới và đốt chát mỗi lúc một mạnh. Trung sĩ Huỳnh chỉ thấy mặt những người đứng trên cùng, vì hắn lùn. Hắn đưa ống tay áo quệt, mồ hôi đẫm bụi chảy xuống mắt, nhăn nhó. Lệnh trên buộc vậy đó hề. Tụi tôi đâu có bày đặt ra làm khó dễ cho các người. Cái sự sâu thuế thời buổi nào chẳng có. Bà con nối nhau đập lại xa xả.
thu thuế bấy lâu có loa kê thôn trưởng báo trụ sở trụ xiếc đàng hoàng, chớ thời buổi nào lại đứng đầu đường xó chợ nắm áo đòi thuế vậy ông. Các người rào làng cắm trông ai lên thu thuế được. Các ông ăn của dân rồi bỏ chạy mất xứ, bây giờ ủy ban ra lệnh rào làng thì dân phải theo. Hồi nào các ông biểu dân ăn cây nào rào cây nấy, ông như tụi tôi cũng vót đủ số trông đem nộp chớ dám cãi à. Chị nào nói sóc trông đó. Sóc trông khó gỡ lắm ông ơi. Tôi dặn rồi, cứ nhét lưng ít chục bạc xuống đây nộp là yên. Các chị cứ làm lơ. Nhà cửa các ông bắn đại bác cháy lu bù cái tã con nít chẳng còn. Bán chè mua mắm cũng bị đá lên hất xuống, tụi tôi kiếm tiền đâu ra mà nộp. Không tin ông móc túi bà con đây coi kiếm được trăm bạc không. Hay ông lên chợ Đồng Chầu, cái gì vơ được thì vơ lấy trừ thuế. Huỳnh tím mặt, người ta lại moi cái tích quét chợ và móc túi của hắn ra rồi. Hồi ấy hắn biết chỉ nên cãi nhau với từng người, chứ đừng dại trêu vào đám đông đàn bà. Họ nổi khùng lên lại dựa hơi nhau đã chửi hắn nhiều trận ngập đầu. Một lần quật cho hắn cả mớ đòn gánh vào lưng làm hắn phải nằm sấp mấy ngày. Đến nay hắn còn nhớ kinh nghiệm ấy. Hắn cố nhịn nhưng chỉ nhịn được bấy nhiêu. Hắn điên rồi. Hắn không kịp túm lấy cái chị vừa nhếch cạnh khóe hắn. Chị đã lần mất. Hắn phải đã phải đập một cái gì đó cho hà. Huỳnh nhìn lướt qua những gánh chuối trầu, chợt trông thấy một gánh chè xanh. À đúng, chè núi, chè của dân thượng. Thứ này ban kinh tế của mặt trận giao cho đồng bào bán, để mua các thứ tiếp tế cho quân lính họ. Hắn biết rõ, vì chính vợ hắn hay gánh muối vải pin lên chợ Đồng Chầu bán cho mậu dịch, và mua chè núi về bán chợ quận. Lâu nay, hắn và bọn cảnh sát cũng lặng im để giữ mối lợi. Bây giờ hắn phải đánh một đòn trúng tim đen, không người ta tưởng hắn ngốc. Hắn hét như tướng Phường Tuồng. Cha chả bừa nay dám buôn chè kinh tế xuống tới đây. Gớm thiệt, gớm thiệt. Chè kinh tế mặt mũi nó ra sao ông? Đừng cầm tôi như con nít hề. Chè núi, lá cứng răng nhọn rõ ràng đây nè. Các người tưởng tháo lạt giang thay dây chuối, mở bó nhỏ giáp bó to là tôi chịu thua à? Bà trung sĩ hay làm kiểu đó hả ông? Hắn ngớ ra quên cả hét. Bà nào làm? Tôi ở xứ chợ Đồng Chầu, còn lạ gì chuyện buôn thượng. Nội bà con đây có ai lạ ông đâu. Chỉ có chè vườn mà ông đặt tên chè kinh tế mới lạ chớ. Đấy, người ta đấm vào cái nhọt của hắn. Hắn gầm lên, cố tạo cho mình bộ mặt đáng sợ nhất. Bán chè mua muối cho Việt Cộng mà còn lớn tiếng hỗn hào, hỗn hề, cãi hề. Hắn đá phốc hai thúng chè xanh. Nắm đầu hết cho tao, bắt hết. Bọn cảnh sát tần ngần ngó nhau, trong khi 70-80 bà con kêu rầm. Cướp chợ rồi đó. Ba du lưu chớ 30 cái du lưu cũng chẳng ăn ai. Nắm túi áo không được, đòi nắm đầu. Tự xưng là tiểu sĩ đại sĩ mà đi giành giựt với đàn bà đi chợ. Không biết gì, ê, xấu hổ. Câu nói lanh lảnh này là của Út Sâm đứng chén trong chỗ đông. Một nhóm lính mũ sắt tay không đi chơi chợ, thấy ồn ào cũng lấn vào xem. Tên cảnh sát ngập ngừng lôi gánh chè, gánh ấy của chị Đa. Chị không bạo nói, nhưng khi chén cơm của con chị bị cướp thì chị hết biết sợ. Chị níu cái quang dây thép giằng lại, một tên khác nắm tay chị định bắt. Chị ngồi thụp xuống, khóc thật tình. Anh em lính ngó coi chồng tôi đi quân dịch tái đăng, ở nhà má con tôi cực nhục vầy đây. Anh ơi, con anh khóc đói, vợ anh người ta bắt anh biết không anh ơi. Má Bảy kéo Sâm lại không cho chen vào, má định nói mấy câu phải trái với trung sĩ Huỳnh. Vừa lúc ấy một người lính cao lớn mặt loang lổ lang ben đã túm cổ áo tên cảnh sát và dí quả đấm sát mặt hắn. Nhà ra con, muốn ông nội cho lỗ mũi ăn trầu hả? Ba người lính khác đã gỡ mũ sắt tháo thắt lưng, hai tay vung hai thứ sắt choảng. Tốp cảnh sát lùi ra sau cổng, kêu thất thanh. Báo cáo trung sĩ, mời trung sĩ tới giải quyết. Trung sĩ Huỳnh đã lùi đâu mất. Bọn cảnh sát chạy về bót gác cầu cứu, thấy Huỳnh ngồi thần mặt trên ghế đang lẩm bẩm cái gì. Huỳnh xua tay ngán ngẩm. Dẹp dẹp, bắt với bớ, chỗ đâu mà nhốt, cơm đâu mà nuôi. Tụi bay có miệng thì ngậm hề, đừng báo cáo lên trên lại xanh chuyến dày già.
Sau khi bị đồng bào chửi, Huỳnh đang chờ đợi cơn đay nghiến của vợ hắn tối nay. Đã nói hắn sinh vào năm Sửu mà. Nhóm đi chợ của má Bảy có ba người, mỗi người một việc. Út Sâm nhận phần điều tra một lần nữa quân số vũ khí của địch mới về quận lỵ. Hai Ngọ đi liên lạc với cơ sở thị trấn, bàn phối hợp đấu tranh chính trị. Còn má Bảy sẽ gặp trung sĩ Huỳnh để trao lá thư anh dõng và nói chuyện với hắn. B gọi đùa nhóm của má là đội giáp công ba mũi. Anh Chín truyền trong khi hỏi má Bảy về việc ruộng nương chợ búa, đã chú ý đến thái độ của Huỳnh. Anh cười tức bụng khi Sâm bắt chước điệu bộ Huỳnh ra oai soát chợ. Tao là cố nông đúng 72 phần dầu, xà phòng loại tốt có 72% chất dầu, cục cưng của Cộng sản đây nè. Mà tao chống Cộng kịch liệt, oai không? Hắn nói vậy, nhưng không giấu được vẻ kính nể đối với những người đánh Mỹ. Hắn trầm trồ với vợ. Mai kia thay bực đổi ngôi, ông hóa ra thằng hóa ra ông họ lại cai trị mình cho coi. Bà con bực mình và tức cười vì hắn, nhưng ít căm hắn. Trong đêm đồng khởi hắn về quận họp nên không bị ta bắt, hắn mất một dịp tốt để hiểu cách mạng. Bọn quận giao cho hắn một tốp cảnh sát để bao vây kinh tế Việt Cộng, nghĩa là soát gánh các bà đi chợ quận hắt mắm đổ muối. Hắn chỉ làm lấy lệ. Vợ hắn hay lên buôn chợ Đồng Chầu, hắn không muốn gây thủ kết oán. Có hôm hắn lục đôi bầu của má Bảy thấy có ba tá pin. Hắn đậy nắp lại ngay, nói nhỏ, mua ít ít chớ, để giữ đường đi lối lại nghe bà. Anh Chín gợi ý cho Dõng viết thư kéo Huỳnh theo ta. Dõng ngần ngại khi giao thư cho má Bảy đi gặp Huỳnh. Vợ Huỳnh cầm thư cũng được, nhưng mụ nhát đến kia mức đi khỏi ga Đồng Mè là len lén xé vụn lá thư ném vào bụi, sợ bị kẻ xấu báo công an quận bắt mụ. Dõng hỏi má, lỡ hắn trở mặt bắt má thì sao? Bắt vô tù tôi làm binh vận, đâu có ở không. Trong cuộc giằng co vừa rồi má thấy hắn không dám để đồng bào vào chợ, cũng không dám làm dữ. Hắn chỉ đâm khùng khi người ta nhắc đến nguồn gốc của hắn. Má Bảy đã từng khuyên các bà các chị đừng đá móc kiếu đó nữa. Họ cười cười họ nhận, nhưng khi nóng mặt thì nhiếc hắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bà con chẳng chịu lựa lời. Cái thế trên đe dưới búa của hắn lúc này, kể cũng khốn đốn thật. Khi tất cả bà con vùng giải phóng đã hiên ngang đi vào chợ, Út Sâm còn dỉ tai má cãi lấy được. Má vận động nó thì má nói ngọt. Con không kéo nó, con phải đấu cho nó thất kinh. Má tránh trị con quân sự, vậy mới đủ hai chân chớ. Chó cùng dứt dậu con ơi. À, thằng lính mặt lang ben khi nãy tao thấy quen lắm. Mày biết nó không? Để con nhớ. Thôi chết anh Bính, Bính mặt làng, bạn học của anh Tư mình đó má, rủ anh Tư đi tìm anh Dõng bị sóc trông. Nhỏ nhỏ chút chớ, da đen thui coi khác quá, con đi kiếm ảnh đây má. Sầm rúi mùng trầu vào tay má, xách cái giỏ ni lông đi quanh chợ. Tư Sỏi đã kể lại lời hẹn giữa Bính và Sỏi khi chia tay nhau, mỗi người một đường đi tìm cách mạng. Mại đang mua chỉ may trong tiệm. Hay lắm, Mại có ông cậu mở tiệm tạp hóa gần trại lính, nơi trung đoàn bộ quân ngụy đóng. Sâm định cứ đến đấy, không gặp Bính cũng đếm được xe pháo của địch. Mại thấy Sâm hôm nay khó tính ghê gớm. Bao nhiêu gương lược bán ở chợ đều tồi cả. Sâm muốn đến tiệm ông cậu để chọn. Chiều bạn, Mại dắt xe đạp ra đường cái. Xe quân sự chạy nhiều xốc bụi mù trời mà Sâm cứ đạp vèo vèo, khiến Mại ngồi sau sợ rúm người. Cách cổng trại vài trăm thước Sâm đạp chậm lại, đếm nhầm. Xe GMC 10 bánh, mở hai lỗ hồng hai bên đầu máy như mang cá. Xe bọc sắt vuông bóng như cái hộp bích quy. Rồi pháo, những khẩu pháo chùm vải bạt chỉ thò khúc càng và hai bánh. Nghe nói có xe lội nước bọc sắt chạy bằng xích, nhưng Sâm xem mãi không thấy. Sâm đạp quá cửa tiệm ông cậu khá xa. Mại rụt rè nhắc hai lần, Sâm vẫn lờ đi để đếm cho hết. 318 xe vận tải 4 xe bọc sắt, 8 cây pháo lớn có lẽ là 155 ly. Chà chà, tụi nó tính ăn gỏi mình đây. Sâm chợt thèm được bốc một nắm đất thả vào họng pháo, hay cầm kim chích vào cái bánh xe kia. Cơn thèm ấy dội lên mạnh quá,
Sâm phải ngoảnh mặt nhìn nơi khác và hãm phanh. Chao mình mau quên gớm, qua khỏi tiệm hồi nào không hay, ta trở lại hè. Sâm chọn gương rất lâu, xem kỹ trong gương những bộ mặt lính ra vào cổng trại. Khi đã gần thất vọng, Sâm thấy Bính lừ lừ đi tới đút nửa bàn tay vào cái túi quân mở chéo rất chật. Sâm bước vội ra cửa. Kia anh Bính! Cô Út, ai như cô mại trong nhà phải không? Mới đi quân dịch mấy tháng, mà Bính đổi khác nhiều quá. Nắng gió đánh trên mặt Bính một lớp xi bóng màu nâu xám, khiến mắt và răng lồi ra trắng dã. Bộ áo quần chật bó cái mũ sắt dưa hấu, đôi bốt đa xô da đen cao cổ mùi khét của nhiều lớp mồ hôi ngấm vải dày, tất cả đều làm cho Bính có cái vẻ lộc ngộc dơ dáy của lính ngụy. Vợ chồng ông cậu coi bộ thằng binh nhì này nghèo kiết, nên bỏ đi làm việc khác, mại ra sau rửa mặt. Khi chỉ còn Sâm ngồi trước mặt, Bính rầu rầu hỏi ngay. Anh sỏi có nhắc tới tôi không cô Út? Sâm đắn đo. Có ảnh hay nói lời hẹn gì đó giữa hai anh với nhau, tôi chẳng hiểu. Tôi nhớ, cô dẫn tôi về được không? Sâm cau mày nghĩ, rồi lắc đầu. Đi không lọt, Sâm còn phải nắm tình hình. Sâm nói nhanh, anh từ bây giờ làm xã đội phó. Anh muốn biết quân số võ khí của tụi càn về đóng ở quận, anh coi thử. Tôi để ý rồi. Mại đã vào, dục Sâm về. Bính hỏi xin một tờ giấy mượn cây bút bi, nói sẽ viết mấy chữ gửi cho mẹ. Bính ngồi vào góc bàn sát vách, úp cái mũ sắt chặn ngoài viết khá dài. Khi đưa thư cho Sâm, Bính nói nửa đùa nửa thật. Cô Út coi trước rồi hãy đưa. Giấu cho kỹ thơ lính chưa có dấu kiểm duyệt, tụi quân cảnh khám thấy xé mất. Lần này mại dành đèo Sâm để tránh tai nạn. Sâm ngồi sau, mở lá thư xem mấy dòng đầu. Nó là một báo cáo tỉ mỉ về địch. Sâm mừng rơn, cuốn nhỏ lá thư nhét vào lòng cái quai giỏ làm bằng ống nhựa rỗng. Một chiếc xe jeep từ mé sau chạy tới, chậm dần. Sâm ngồi quay lưng ra phía lòng đường, không để ý đến nó. Ôi, mại bóp phanh loạn choạng. Chiếc xe rồ máy phóng nhanh, cuốn theo tiếng cười sặc sụa. Một cánh tay trắng đầy lông còn dơ ngang vẫy vẫy. Sâm nhảy xuống hỏi dồn. Mặt mại tái xanh dần dần đỏ tía. Áo ni lông hồng của mại bị xé toạc một mảng to giữa ngực. Mại cuống quýt ôm ngực chửi. Mấy thằng Mỹ trời đánh, đồ chết băm chết vằm. Đây là lần đầu tiên Sâm nghe mại chửi địch. Má Bảy giao gánh chè xanh và mùng trầu cho chị Đa nhờ bán hộ. Chị nhận ngay. Bác bỏ đó, tôi bán của bác hết rồi mới bán của tôi. Người vợ lính nhút nhát và trung hậu ấy ngày càng gắn với Má Bảy. Khi được tạm cấp thêm hai xào ruộng và nửa con trâu, chị Đa ngơ ngác hỏi mãi xem có phải nộp tô cho ủy ban không. Hồi đánh Pháp chị ở vùng bị chiếm không hiểu gì về ta, nên chị chỉ dám mong mặt trận cho chị sống để nuôi con. Bây giờ chị mới thật tin là không có lưỡi gươm nào treo trên cổ. Cuộc cách mạng này là của chị thật rồi. Chị mừng quính, đâm ra nói nhiều. Có hôm chị nói toang toang giữa chợ quận rằng ai dắt được chồng chị về, chị xin sống tết chết dỗ và trước mắt sẽ tạ ngay ngàn bạc. Má Bảy và chị được chia chung một con trâu. Thấy nhà má thiếu người chăn, chị nhận cho thằng Túc giữ luôn không tính công. Chị được dịp đền ơn má. Không chỉ cái ơn giúp đỡ khi tối lửa tắt đèn mà còn là ơn chịu đòn chịu tù bấy lâu để đem mảnh ruộng con trâu ấy về cho chị. Chị sống mãi dưới chế độ của giặc người đời lừa phỉnh hiếp đáp chị đã nhiều. Kẻ làm ơn cho chị không có mấy nên chị nhớ chi li những cái ơn cần trả. Một bà quen ở Kỳ Hải lên buôn, xa vào hỏi nhỏ chị Đa. Kinh tế đặt giá mới, mỗi trăm chè hạ 5 đồng hả? Đâu có, hạ 3 đồng. Cũng được, tôi đếm hết. Các chị dựa thế cách mạng. Ăn nói có gang có thép thiệt sướng lỗ tai. Dưới tôi đang bắt mỗi cử tri nộp 80 tre với 2 tháng công xây ấp chiến lược. Dân đắng họng là trời. Chị Đa chưa hiểu ấp chiến lược là thứ gì, nhưng cũng buông gọn lỏn. Thì khởi đi. Cứ nói dễ ỏm, các chị không có cán bộ về thử coi khởi được hay chưa. Bao giờ được như chỗ chị cho dễ thở chút. Họ bắt đầu đếm chè. Má Bảy xách cái vỏ chai đi mua dầu lạc,
nước mắm. Má dạo một vòng, tìm ra trung sĩ Huỳnh đang cợt nhà với con gái bà Cầm bán hàng xén. Chắc hắn đã quên giáo những chuyện vừa hai rồi. Tính hắn xưa nay không hay cả nghĩ. Thấy má vào mua dầu, Huỳnh lúng túng đứng dậy vét túi trả tiền gói thuốc lá bát tô. Hắn đã thấy má Bảy đứng cạnh chị Đa khi hắn đã gánh chè. Biết Tư sỏi con má lên chức gì đó ngang với hắn phía giải phóng. Hắn đâm nể má hơn trước và bây giờ hắn hơi ngượng. Má chào hắn và bắt chuyện trước. Tết nhất đến nơi rồi. Anh về ăn heo dẫy mà với bà con tròn xóm cho vui chớ. Hay biểu chị về thắp hương đi anh, để nguội lạnh coi tội lắm. Huỳnh cười gượng, mà với mồ, mụ tôi bây giờ lo đắp mà tôi là vừa. Nói dại, thiệt chớ, cáo trạng cả sấp rồi hề. Bậy, anh ăn ở với đồng bào có gì đâu. Huỳnh nhìn má, nghi ngờ, hắn vẫn giữ thế thủ, má đùng đỉnh. Lâu ngày tôi xuống thăm anh, với lại cũng có chút chuyện. Huỳnh bắt đầu hiểu, hắn mời má vào nhà trong vắng người. Má nói câu vào đề đã bàn trước với Dõng. Trước kia anh hay dặn tôi, hễ cán bộ giải phóng tới nhà thì phải báo cáo với anh. Hôm qua ông Dõng ông bê bà Năm Tân tới nhà tôi, ở trời cũng lâu. Tôi báo cáo anh biết. Huỳnh hơi biến sắc hỏi vội. Họ nói gì vậy bác? Nhiều lắm, cả chuyện anh nữa. Má vỗ một miếng trầu vào miệng, nhai chậm chậm. Thấy Huỳnh sốt ruột muốn nghe, cứ hút mãi điếu thuốc quên chưa châm má mới tiếp. Các ông bà đó hỏi anh bây giờ ra sao? Tôi nói anh không phải kẻ xấu bụng, lãnh hơi nóng này vậy chưa biết thương đồng bào chưa bắt bớ hành hạ ai. Thiệt vậy đó bác. Ông Dõng khen phải, ông nói mặt trận hiểu anh lắm chớ không vơ đũa cả nắm đâu. Anh cũng chỗ dân nghèo như bà con, vì đồng lương mới phải đăng lính. Nếu anh là ác ôn như Lão Phổ thì anh xanh cỏ lâu rồi. Cần thí 10 mạng để xử tử, anh mặt trận cũng thí, để trừ hại cho dân. Huỳnh đưa tay lau mồ hôi trán. Má cười thầm, vẫn nói. Có điều anh không phải ác ôn, bắt được anh mặt trận cũng thả cho về với vợ con thôi. Ông Dõng còn nói hễ anh theo cách mạng, thì ổng với anh ăn một mâm nằm một chiếu với nhau. Ông kể hồi nhỏ ổng với anh chơi thân lắm, nuôi chung một con dế trọi to bằng ngón tay cái. Cha chả, ổng nhớ dai thiệt hề. Huỳnh hớn hở ra mặt, ra ông Dõng coi hắn như bạn ư, con người gan góc tài ba mà thằng Phổ gờm nhất. Ông thầy dạy chữ được cả xã kính nể nay làm tới ông quận ông tỉnh gì phía cách mạng rồi, lại nhớ cả con dế nuôi chung với hắn ư. Má rút lá thư của Dõng, trao cho Huỳnh. Dõng dặn má nói là ủy ban ra lệnh đưa thư, má phải đưa, nhưng bây giờ má thấy không cần rào đón nữa. Ngay từ phút đầu, Huỳnh đã nhận mình là đứa thất thế. Huỳnh xoay ngược xuôi lá thư, lầm nhầm giả bộ đọc rồi nhét vào túi. Để về nhà coi tiếp, ổng viết thiệt là hay chữ. Khi nãy bác cũng tới chỗ cổng chợ phải không? Phải. Huỳnh ngồi thử ra hút thuốc, rồi hắn thở dài. Tánh tôi hay nóng mũi chớ đâu phải hiểm độc làm hại đồng bào. Mua cả cây vải kaki cả chục ký thuốc Tây, tôi để cho đi hết hề. Bà con không nghĩ cho chỗ đó, cứ nhè tôi mà chửi như tát nước. Nói thiệt tình, đồng bào không ghét gì anh mà ghét cái người đứng chặn chợ đòi thuế đó. Đã ghét thì còn giữ mồm giữ miệng sao được. Huỳnh nín lặng một lát, rồi lắc đầu. Cũng có vậy, nhưng mà tại sao họ cứ moi móc hoài cái chuyện. Chuyện tôi quét chợ móc túi hồi 30 đời, chửi tôi là ác ôn. À không, là partisan, lính ngụy theo Pháp, là này nọ. Huỳnh cố chọn một câu chửi nào tránh được cả ác ôn lẫn ba du lưu, nhưng không tìm ra. Tôi lỡ sanh làm con nhà nghèo, hồi túng quá cũng có tái máy đôi chút việc gì đây nghiến tôi vậy. Tôi cũng dân làm ăn tay chai vai mòn ăn bữa trưa lo bữa tối. Đâu đến nỗi ba du lưu như người ta nói hề. Lần này, má Bảy thấy hắn nói cũng gần đúng như anh Chín và Dõng đã nhận xét. Hắn rơi xuống bậc thang cuối cùng trong xã hội cũ và xót xa muốn ngoi lên. Sau cách mạng tháng 8, hắn chưa kịp mở mày mở mặt hắn vốn chậm hiểu lâu chuyện thì đã lọt vào quân ngụy. Hắn cố leo vài nấc thang danh vọng để đỡ bị khinh rẻ.
hoặc nếu bị đè đầu thì cũng có cái an ủi được cưỡi cổ một vài kẻ khác. Cái thang vừa bị chặt gãy. Hắn đang bối rối, khiếp sợ. Hắn cần nghe tiếng nói của ta. Bên trong hắn, kia gốc gác dân nghèo vẫn còn khá mạnh. Nếu hắn biết rằng cách mạng sẵn sàng tạo cho hắn một kế làm ăn vững vàng, xếp cho hắn một chỗ đứng ngang hàng với mọi người, xóa cho hắn cái quá khứ mà hắn lấy làm tủi hổ, hắn sẽ quay súng trở về với ta. Huỳnh vẫn kể lể. Cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Tổ tiên ông bà tôi nằm trên đồng trầu. Cái thân tôi lưu lạc chưa biết sống chết ngày nào. Năm hết Tết đến tôi nghĩ mà buồn thối ruột. Bác không biết chớ. Tiếng là cảnh sát phó mà các ổng coi tôi như con chó xuyệt đâu chạy đó hề. Hồi xưa, tôi làm rẽ ruộng nhà ông Phổ ông Hạnh phải gả rượu cầu cạnh miết. Bây giờ các ổng coi tôi như đứa ở khinh tồi rốt. Mày có cái lon trung sĩ không thì người ta bạt tai đá đít ngày 5-7 lần. Lương lậu được bao năm đâu bác. Vợ tôi buôn gánh bán bưng thêm vô mà không đủ nuôi con. Sức tôi chống bè củi sông nhỡn kiếm một tháng 5-7 ngàn như chơi. Thả sức ăn nhậu còn đủ nuôi vợ ở nhà giữ con mà lại không lo sống nay chết mai. Sao anh không về trên tà, nhận ruộng làm ăn? Huỳnh nhìn má chân chân. Bác nói giỡn. Chị Huỳnh lên buôn bán trên đó không nghe gì sao? Mụ tôi cũng nghe sơ sơ. Hôm gặp ông chủ tịch mụ sợ quá cứ vâng dạ liên hồi. Ổng nói gì quên giáo. Mặt trận chia cho anh tới 6 xào ruộng ở đồng cây gáo, 8 xào đất bãi nửa con trâu. Bây giờ đang gửi bà con giữ dùm. Ruộng anh lúa bằng cái nơm đất anh khoai 3 lớp củ. Trâu anh 4 khoáy đóng chuồng mà anh ngồi đây than nghèo tôi nghe lạ thiệt chớ. Phình tôi chi vậy bác? Lối nói của Huỳnh là của một người đã bắt đầu tin, nhưng còn muốn nghe thêm cho chắc. Má Bảy giả vờ tức khí. Tin hay không mặc kệ anh. Ủy ban để phần cho anh. Tôi có dính dự được củ khoai hột lúa nào đâu mà bày đặt. Hay là ngay bây giờ anh biểu chị đi với tôi lên đồng trầu. Tôi chỉ cho coi từng đám. Để thùng thẳng cái đã. Cái đó tùy anh. Anh không nhận cũng lu bù người làm. Ruộng cây gáo ăn nước đập chẳng ai chịu bỏ hoang đâu. Chỉ sợ thời buổi giặc giã này mũi tên hòn đạn nó không có mắt. Tôi mới tiếc dùm cho anh vậy thôi. À, bác coi thử. Mụ tôi lên. Ngày kia được không bác? Bị má duỗi ra, Huỳnh lại vồ vập. Hắn đã tin hẳn rằng cách mạng không thù hẳn. Có chia gì đó cho hắn nhưng được như lời má Bảy hay không thì còn phải xem tận mắt, đặt tận tay. Má Bảy bỏ trọn buổi chợ hôm ấy, ngồi nói chuyện tình nghĩa với Huỳnh. Hắn hỏi nhiều điều mà má Bảy tưởng hắn đã biết từ lâu, hoặc vợ hắn đã nói lại với hắn. Về sau má vỡ lẽ ra, vợ hắn rất nặng tai, mụ giấu cái tật này hệt như Huỳnh giấu mù chữ. Anh em du kích không cho mụ đi quá chợ đồng trầu, nên má chưa lần nào gặp mụ. Cuối cùng, Huỳnh nhờ má báo lại với ông Dõng mấy tin quan trọng. 3 ngày nữa trận càn lớn sẽ nổ, tất cả trung đoàn 17 đánh vào Kỳ Bường. Sau khi chiếm lại xã, địch sẽ đưa ra hội đồng mới, lão Hạnh bị buộc làm đại diện, Huỳnh làm cảnh sát trưởng, thằng Dân làm ủy viên thanh niên. Dân là gián điệp lợi hại của ty công an tỉnh, và ủy viên thanh niên là chức mới đặt ra cho những tên cầm đầu mạng lưới công an chìm trong xã. Má đã hiểu vì sao Huỳnh chưa nói gì đến việc bỏ cái lon trung sĩ để theo cách mạng. Hắn còn đợi xem ai thắng ai thua trong trận càn này. Ở nhà anh Trưng tối hôm ấy, trong khi đội giáp công 3 mũi báo cáo với anh Dõng và mấy cán bộ khác, chiếc máy bay C-47 quần mái dọc sông Nhỡn và đường ô tô như một chùm sao giả. Các đèn hiệu xanh đỏ vàng lừ lừ bay qua, nhả xa dưới bụng và chếch về mé sau từng cục lửa trắng lóa. Kỳ Bường biến thành một trong những thị trấn nằm duỗi dọc đường một với chuỗi đèn điện treo chồi sụt không đều dọc 2 phố chữ thập. Địch dò tìm quân giải phóng qua sông và đi đường lớn. Dưới những con mắt lơ lửng dòm xuống, 1.500 đồng bào Kỳ Bường đang đào thêm hầm hố rào làng cắm trông, gỡ nốt những thanh dây trên đường sắt và chặt nát đường một. Trong các cuộc meeting ngắn ở thôn, đồng bào đã giơ tay thề một lần nữa sẽ giữ vững Kỳ Bường. Và cái không khí đáng lẽ nặng trĩu lo âu trước một trận đánh không cân sức đã biến thành khí thế hăm hở của một cuộc tiến công mới. Út Sâm tranh báo cáo trước.
Xong phần mình, Sâm lẳng lặng ra hè biến luôn. Mọi người đang nghe má bảy nói, không để ý. Chừng nửa giờ sau Sâm bước vào, tung ra giữa phản ba bốn cái dù đèn bằng ni lông trắng nói hối hả. Phần các anh các chị, em đi lấy nữa, nó thả cả trăm đèn. Nhuộm xanh, phát cho du kích ngụy trang. Sâm sắn quần đến bẹn vấy bùn quá đầu gối, hai bàn tay có vết gai cào. Sâm vớ cái đèn pin của chị Năm, em mượn, rồi đâm đầu chạy. Anh Trưng đang ngồi góc phản, hai tay bó gối vội chồm theo hét. Sâm Sâm, trở lại, mày sóc trông què chân đó út. Thì ra trong khi Sâm đi chợ, ở nhà bà con đã đào thêm gần 1.000 hố trông trên các gò các bãi, cắm trông và lấp miệng xong cả. Sâm trở lại nhưng sợ bị mắng không dám vào nhà. Sâm đứng ngoài tối gọi nhỏ, giọng khổ sở. Ngọ, trả dùm tao cái đèn. Cả nhà phì cười. Chị Năm phải ra lôi Sâm vào, bắt báo cáo thêm về bính mặt lang. Tìm ra cậu trai làng này thật may. Má bảy được giao nắm luôn Huỳnh và bính. Má hỏi chị Năm, hai đứa nhỏ đâu chị? Gửi mỗi nhà một đứa, yên rồi bác à. Má lấy trong gánh ra một gói thuốc dê chia cho anh em, đưa chị một túi kẹo xanh đỏ. Phần hai cháu, chợ búa không mua được gì. Chị Năm cầm túi kẹo, cười không tự nhiên, rồi đi vội ra vườn. Chị đứng dựa gốc chuối ngửa đầu cắn môi để khỏi bật khóc, nhưng nước mắt bỗng tuôn rất mạnh qua mí mắt nhắm tràn xuống má. Dung, đứa con gái lên 8 của chị, ốm nặng đã 3 hôm nay. Chị đem con xuống gửi nhà bà thím ở một xóm lẻ cuối thôn Đồng Mè, để một anh y tá tư xem bệnh và tiêm thuốc cho nó với giá 5 đồng tiền công một mũi kim, không kể tiền thuốc mà anh tính rất đắt. Mấy người của xã cử lên tỉnh học lớp y tá còn lâu mới về, nhà không còn gì đáng tiền, chị phải rút cái nhẫn vàng một chỉ của chồng để lại đưa cho bà thím nhờ bán trả tiền thuốc. 3 hôm nay chị không rảnh giờ nào để đi thăm con, cũng không gặp ai để hỏi tin con sống chết ra sao. Nghe ai gọi má ơi, là chị giật mình, thấy con nằm thở khò khè trước mặt máy cặp môi tím gọi chị. Bên cạnh bê chưa vợ gióng vợ con bị bắt di dân, chị cảm thấy có lỗi vì đã dành một phần lo lắng cho con. Giữa lúc chuẩn bị chống càn rất căng thẳng này, chị càng cố giấu đứa con ốm giấu cái giật mình cười luôn miệng để đồng bào thấy cán bộ vững vàng trước giờ chiến đấu. Mãi đến bây giờ mới khóc vội một chút cho đỡ nhớ con. Khi chị vào, hàng mi dài nặng trĩu trên mắt chị còn dính chập vào nhau từng hai ba sợi một. Má bảy và hai cô gái đã ra về. Chị ngồi ghé vào một góc phản xa đèn, nói bằng giọng ngạt mũi. Coi như mọi việc trôi chảy. Đêm nay ta đi bố phòng với bà con, kiếm cái điểm gương mẫu. Tôi lãnh đám phá đường sắt. Chị thấp thỏm. Một trắc trở ở phút cuối cùng có thể ngăn không cho chị xuống gần con để tạt vào một tí. Bê đứng dậy. Chỉ còn một việc, xã đội cần chia võ khí cho nữ du kích kịp đánh giặc. Chị Năm cau mày, trở về ngay với công tác. Đồng chí Trưng bằng lòng rồi mà. Chị em nao nức lập công lắm, đội nào cũng năn nỉ xin cho đủ mỗi cô một súng. Liệu giải quyết được bao nhiêu? Xã đội trưởng Trưng ngồi bó gối, nín lặng. Bản thì thông ra về anh lại do dự, anh vẫn không muốn giao súng cho con gái. Xã đội phó sỏi dựa vào anh, cản Sâm không cho đi chiến đấu. Nhưng anh đắn đo vì những lẽ khác với sỏi, anh sợ các cô làm hỏng việc, không đánh được giặc mà lại quần chân anh em. Bị giặc bắt chịu đòn không nổi sẽ khai lung tung và nguy nhất là để mất súng. Hồi đánh Pháp, Trưng ở bộ đội chủ lực trong 4 năm sau ốm nặng phải giải ngũ. Mới nhận một chân thôn đội phó thì đã ngừng bắn. Anh chỉ kịp thấy một tổ nữ du kích bị địch giết sạch và lấy mất súng trong trận chống càn cuối cùng của cuộc kháng chiến trước. Ra khỏi nhà tù Mỹ Diệm, anh lấy vợ có con. Vợ anh quanh năm ốm vặt nhút nhát đến nỗi ban đêm không dám đi đái một mình, phải ẵm con theo cho đỡ sợ. Con người hay chịu ảnh hưởng của những ấn tượng không tiện nói ra. Chúng dần dần ăn sâu vào nếp nghĩ như rỉ sắt, biến thành một ám ảnh khó xóa. Muốn tẩy chúng đi phải có những ấn tượng mới. Nhưng anh Trưng đã đánh trên 30 trận lớn nhỏ mà chưa thấy con gái giết được giặc bao giờ.
để khỏa lấp cái hình ảnh đau đớn của ba cô gái trần truồng mất đầu. Anh không đoán được những cô em mà anh rất mến sẽ đánh trác thế nào cho ra hồn. Thà để các cô ấy động viên băng bó, đem cơm nước cho anh em còn lợi gấp mấy. Thà người cầm súng ít mà tinh. Trưng ngước nhìn Dõng, chờ đợi. Dõng biết cái nhìn ấy có nghĩa gì. Tôi ngần ngại vì lo việc chung, đâu phải vì lợi lộc riêng tôi. Nhưng đồng chí bí thư trẻ quá chưa qua kháng chiến, phó bí thư là phụ nữ ắt bênh chị em. Ở đây anh là người đủ uy tín để quyết định. Hiểu như vậy nên Dõng ngậm miệng. Anh muốn Trưng tôn trọng những đồng chí lãnh đạo mà chi bộ mới bầu lại. Bê bật ngón tay đánh tách như hạ một dấu chấm hết. Đồng chí Trưng đắn đo cũng có lý, nhưng thận trọng mà phải tin chị em. Không phát súng thì chị em không lấy gì đánh, đâm chán. Phát nhiều chị em dễ ỷ lại cấp trên, còn coi thường các thứ trông bẫy. Dõng gật đầu. Một lần nữa anh thấy Bê là một bí thư chi bộ hạng vững. Bê nhìn Trưng. Tôi đề nghị giao cho mỗi đội nữ du kích vài cây súng, thêm 4-5 lựu đạn và một ít mìn, coi như cái vốn đầu tiên khi ra ở riêng. Cố đánh lấy thêm súng của địch, binh vận mà lấy đạn vót trông đặt bẫy thiệt nhiều. Sau này hễ đội nào đánh khá ta thường, đồng chí coi thử được chưa? Trưng thấy giải quyết vậy là hay. Nhưng để cho thật chắc, anh nèo lại một sự xác nhận cuối cùng. Tin thì tôi vẫn tin, có điều. Các đồng chí thấy về mặt tinh thần, đạo đức. Chị Năm không tiện nêu mình làm gương nên nói khéo. Ai chớ bộ ba Sâm Ngọ Chấu, bảo đảm tụi nó dám chặn đánh một đại đội. Các thôn kia cũng nhiều tay cứng, tôi bây giờ chịu thua xa đám trẻ rồi đó. Không mất súng đâu anh ơi, cứ phát đi. Trương biết tiếng chị Năm đánh giặc giỏi. Anh chịu hẳn, đồng ý thôi. Để rồi tôi giao anh em cũ kèm thêm các cô. Dõng phì cười khi nghe tiếng thôi sau đuôi. Ông muốn cứu nước một mình à? Không chịu chia phần vinh quang cho nửa thế giới à? Mời ông đi họp nữ du kích với tôi mà nghe kiện cáo. Phong kiến độc đoán ra trường. Bao biện. Gì nữa chị Năm? Chị Năm che miệng khúc khích. Đưa ít súng đạn là êm hết. Anh em ngọt xớt cho coi. Bốn người sửa soạn ra chỗ bố phòng. Dõng móc túi đưa chị Năm một lọ thuốc và một mảnh giấy. Anh Chín gửi cho cháu thêm một bình Ozeomycin đây chị. Cho uống đúng như trong giấy của thầy thuốc. Chị Năm sửng sốt. Sao anh Chín biết? Dõng thắt súng ngắn vào lưng, mở đèn pin ra chở đầu viên pin. Biết chớ. Hồi chiếu phim ảnh gặp chị y sĩ của tỉnh về đặt mua thuốc, nhờ chị xuống thăm cháu Dung. Sưng phổi nặng lắm. Bê chen vào. Hồi chiều tôi ghé vô, nó ngồi chơi được rồi cười toe toét. Còn nít mà, mau bệnh mau lành. Nè Bê nhớ soát lại các hầm bem nghe, coi bộ sụt lở nhiều đó. Các ông tướng, hễ nhảy lên mặt đất được là bỏ hầm cho rắn ở. Dõng bước ra sau lưng Bê, mặt đăm chiêu. Mấy chữ anh Chín gửi về lúc chiều, đã cho anh thấy những khó khăn mới. Cuộc đấu tranh chính trị của toàn tỉnh còn 5 ngày nữa mới châm ngòi được. Các xã vùng dưới phải mất chừng nửa tháng để chuẩn bị đồng khởi. Bộ đội tỉnh đang đánh ở cánh Bắc, rút vào đây cũng mất hơn tuần. Bước đầu 6 xã bị càn sẽ tự mình chống giặc chưa được các nơi giúp sức. Với tất cả cái táo bạo của một cán bộ đi tới đâu xốc xới phong trào lên tới đấy, Dõng vẫn nhận rằng trận chống càn sắp đến sẽ gay gò hết sức. Kỳ Bường đánh lại một trung đoàn địch. Hai dân một giặc, cái tỷ số ấy anh chưa hề gặp. Đèn dù từ chiếc C-47 rắc xuống đã thưa hơn, nhưng không phút nào ngớt. 1.500 bà con vẫn quốc cào, gánh đóng buộc sùng sục dần dật như đêm nào nổi dậy, chỉ bớt đi tiếng trống mõ và tiếng hô khẩu hiệu. Sáng mai, máy bay L-19 của địch sẽ chụp những ảnh khác hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đừng quên bấm theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tập nào. Hẹn gặp lại các bạn.